Tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Đó là một bé gái 3 tuổi được chuyển từ huyện miền núi Sơn Tây đến điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ngãi. Sau khi phát hiện ca bệnh bạch hầu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây tổ chức khám điều trị dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, xử lý vệ sinh môi trường, khu vực bệnh nhân sinh sống, cấp phát thuốc uống dự phòng và lấy mẫu xét nghiệm dịch tiết hầu họng cho các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Như vậy, sau 11 năm, bệnh bạch hầu đã quay trở lại tại Quảng Ngãi. Và đây là ca bệnh bạch hầu thứ hai được phát hiện tính từ năm 2017. Năm ngoái cũng tại huyện Sơn Tây đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân mắc bạch hầu và bệnh nhân đã tử vong.